Hello, xin chào tất cả các anh em Weibo đã quay trở lại với đế chế của hai cá TV. Và mình chính là Weibo chúa của các bạn đây. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt trong thế giới Blockfoot để mà tóm tắt quá trình 100 ngày mình từ một con người to, cao, đẹp trai nhưng mà không có hồi nha, trở thành một thằng bỏ con. À, ý nhầm, không phải. Ý là trở thành rách các bạn ạ. Rách năm củ. À, rách hạn hán mới đúng. Thì đây, đây chính là phong cách rách hạn hán của mình. Một phong cách rất là ca sĩ mịt vườn, miền quê, sông nước các kiểu. Thì tại sao mình lại chọn một cái gương mặt mà nó có cái lông mày nó rậm như thế này? Thì đây chính là lông mày sâu róm các bạn ạ. Thì theo như dân gian truyền thuyết ông bà ta kể lại ấy, thì người ta bảo là lông mày sâu róm là làm cả xóm có thai. Vậy nên là mình mới chọn skin này cho rách hạn hán của mình. Và đây cũng chính là những bước đầu tiên để mà mình có thể trở thành một người bỏ con vĩ đại, trở thành một rách hạn hán vĩ đại, mang trong mình sức mạnh của trái ma mút và những vũ khí siêu lợi hại. Liệu rằng quá trình 100 ngày của mình sẽ diễn ra như thế nào và mình sẽ tiến hóa sức mạnh ra làm sao thì ngay bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy. Nhưng mà trước hết các bạn đừng quên rằng hãy bỏ ra 3 giây ấn like cũng như là subscribe ủng hộ kênh của mình với nha. Và cũng đừng quên mất rằng mình đang có chương trình khuyến mãi rất là lớn dành cho những bạn đang quay trở lại trường học. Nhớ kéo xuống phần ghi bình luận để mà khai mở ra thế giới mới nha. Nếu như mà không có Thiên Lý ơi ở đây thì chúng ta sẽ ăn trái ma mút các bạn ạ. Còn nếu có Thiên Lý thì mình vẫn ăn. Và đây chính là trái ma mút của mình. Do là mình đã bỏ game từ cái thời mà nó ra cái trái ma mút này ấy, nên là mình cũng nhân tiện gọi là làm cái video này để vừa test sức mạnh và cũng như là vừa kiểm tra xem sức mạnh của anh rách bỏ con, à sức mạnh của anh rách hạn hán nó sẽ ngầu lòi và khủng khiếp như thế nào. Mới đầu tiên ăn vào phát thôi là nó đã có cho mình một cái chiêu nó gọi là vết cắt cổ đại à. Nhưng mà trái ma mút này thì lại không có chiêu đánh thường giống như là trái khủng long T-Rex nhở. Thế tính ra trái khủng long T-Rex nó đã mạnh gấp 10 lần cái chai rách này rồi. Đúng là rách thì cũng chỉ mạnh đến như thế thôi các bạn ạ. Phong cách này thì làm được cái trò trống gì. Cách này thì chỉ có lên 3 múa quạt xong rồi đi tò 10 năm thôi. Đầu tiên thì mình sẽ thử chiêu vết cắt cổ đại này với mấy cái thằng bandit level 5. A đù, đúng là vết cắt cổ đại có khác chứ, triệu hồi lên một con voi ma mút kìa, siêu to khổng lồ luôn. Và con voi ma mút này nó lại đen xì nữa chứ, mẹ đúng là đen xì như mấy cái thằng bỏ con mày à bưởi. Ui dồi ôi, đánh bọn này ít level kinh nghiệm quá, từ level 2 lên đến level 4 cơ mà. À, thế này thì không ổn rồi, vậy nên là mình sẽ bỏ qua cái C1 mà lên thẳng C2, C3, farm cho nó lẹ các bạn ạ. Đầu tiên thì mình cũng tính đi cái thuyền nào cho nó sang trọng tí ấy, nhưng mà mới level 1 mà đi cái thuyền rõ là ngầu lòi, rõ là đẳng cấp thì nó lại vô lý quá đúng không? Thế nên là mình cũng chọn cái thuyền nó rẻ rách không kém như là cái nhân vật của mình đang trang bị vậy. Cái thuyền miễn phí các bạn. Ừ, đẳng cấp thì nó cũng chỉ có thế thôi, phong độ nó mới là mãi mãi. Và sau khi mà quay trở lại C3 ấy, thì mình tiến thẳng đến lâu đài bóng tối để mở farm Thiên Lý, farm xương các bạn. Thì đây nó cũng giống như Thiên Lý ấy mà, bởi vì chúng ta bỏ con, chúng ta bỏ đi quá lâu rồi, thế nên là Thiên Lý nó cũng chờ mòn mỏi đến mức chỉ còn lại bộ xương khô trơ trọi, nên là mình farm xương của Thiên Lý. Chính xác là xương của Thiên Lý thì là hợp lý nhất luôn rồi các bạn. Nào, vết cắt cổ đại. Ôi chết bà, kèo này coi bộ hơi khó à. Và sau khi chỉ cần đập đúng được một con Thiên Lý, đập đúng được một con xương thì mình đã lên được cấp 50 và có chiêu thứ hai này, voi cổ đại tấn công. Để xem voi cổ đại tấn công nó sẽ như thế nào nào. Voi cổ đại tấn công. Nó hút. Ghê. Ôi, đánh tầm chắc 3-4 con là mình lên được cấp 100 đấy. Ui, cấp 100 có ma mút nghìn nát là mình watch slack ngay này. Đang farm thì mình gặp cái trường hợp này các bạn ơi. Mẹ, các bạn biết cái thành phần nào mà nó còn rẻ rách hơn là cả rách bỏ con này chứ đúng không? Đấy, đây chính là cái thành phần này đây các bạn. Thành phần hắc cơ lỏ các bạn ạ. Thì sau khi mà nó farm mình xong cái nó chạy mất tiêu rồi. Nó chạy mất tiêu không cho mình cơ hội làm lại luôn. Đều thế. Vết cắt cổ đại. Nào, lại đây. Ma mút lắm lông. Ok, lên được sao cấp 91 đấy. Mẹ. Đấy thôi, mở khóa được chiêu thứ ba rồi. Ma mút thôi nát. Ui ôi, nó đè. À thì ra là một chiêu lấy thịt đè người các bạn ạ. Sau khi farm một hồi ở bên đảo xương ấy thì bên đấy có quá trời là thằng bỏ con. Bên đấy có quá trời là thằng hacker luôn các bạn ạ. Không thể nào mà farm nổi với chúng nó luôn ấy. Nên là mình đã quyết định qua một cái hòn đảo nó mưa tầm đã, nó chính là Tiki, để mà farm mấy con quái. Chúng ta sẽ làm lại từ đây. Mình tin rằng ngã ở đầu gấp đôi chỗ đó. Việc gì mình cũng có thể làm lại từ đầu, ngoại trừ việc bỏ con. Farm ở bên đảo Tiki tuy là nhiều kinh nghiệm thật đấy, nhưng mà farm nó mệt ỉa các bạn ạ. Bởi vì là mấy con quái mình ấy máu nó trâu quá, mà đam nó cũng to nữa. Nó vả có vài phát cái mình đi mất tiêu luôn rồi. Thế nên là mình đi đến cái chỗ mà nó có đảo đá thật. Đó chính là đảo bánh các bạn. Chỗ này thì dễ farm hơn và là cái bãi farm tủ của mình, nên là mình sẽ ứng đây farm cùng với lại mấy thằng em của mình ấy nha. Và
Và sau khi mà mình đã cày thành công level cho trái rách, à quên, trái bỏ con, à không phải, trái ma mút này rồi, thì cơ thể của mình từ một cái thằng gọi là ca sĩ miền quê, nghèo rất mồng tơi, gầy nhom yếu ớt, bây giờ đã trở thành một giga chat chính hiệu các bạn. Các bạn nhìn cái khối cơ bắp này đi, khối cơ bắp này đi, đứa nào đòi 5 triệu, thằng nào đòi 5 triệu, con nào đòi 5 triệu bước ra đây, đấm cho sưng mỏ luôn đấy chứ. Mày nhìn lực thực sự ạ. Nhưng mà mình vẫn chưa hoàn thành cái combo này đâu các bạn ơi. Mình vẫn còn một thứ nữa, đó chính là võ nha các bạn. Thì ngoài cái ý chí cuối cùng, tức là cái tộc bỏ con, à cái tộc con người ra, thì mình còn một thứ nữa, đó chính là võ nha các bạn. Thì ban đầu là mình định dùng võ điện, võ này chạy cho nó nhanh ấy, bỏ con cho nó nhanh. Nhưng mà mình sau suy nghĩ lại thì mình nên dùng cái võ, đây, võ tử cước nha các bạn. Thì tại vì sao mình lại dùng cái võ tử cước này? Bởi vì là nó đá các bạn. Ví dụ giờ thằng nào mà đòi 5 triệu mình đá vỡ mồm luôn. À, kiểu thế. Ui, đôi chân này bật thêm haki lên xem nào. À, sau đó là mũi khoan tử thần. Đó, đòi đi, đòi 5 triệu đi. Sút luôn đi chứ. À quên, mình vẫn còn chưa hồi cái hỏa nhiệt tuyệt đối nữa. Rồi, bây giờ ra đây nào. Các em ra đây cho anh test đam xem nào. Ví dụ đây chính là những cái người mà gọi là đòi 5 triệu này, hay nói cách khác chính là thiên lý ơi này. Đấy, sau đó là mình sẽ biến hình. Biến hình. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, thiên lý nào hả? Ở đây có thiên lý nào không? Làm gì có thiên lý nào nữa? Con voi như thế này. Xem nào. Ô, ô, một quật, hai quật. Ô sao nó không hiện đam cho mình ra? Ô, có đam này. Ô sao nó không hiện đam cho mình ra, mất có tí máu ấy. Ô game lag à ta? Ơ, nó không hiện đam các bạn, nhưng mà quật khá là đau. Và quật lại còn có cả chí mạng nữa này. Ui rồi lại gầm lên phát này. Ngầu thật sự ạ. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng chiêu gọi là vết cắt cổ đại xem nào. Nó có khác không? Đù, thay vì bắn ra 3 tia bây giờ nó bắn ra gọi là bắn ra 5 tia luôn các bạn. Ui, lúc trước tức là mình kiểu đeo bao nên là nó hạn chế, nó chỉ bắn ra 3 tia thôi. Bây giờ là mình đã có bao rồi, thế nên là mình không thể có con. À, thế nên là mình có thể bắn tùm lum. À, ý là mình có thể bắn ra được nhiều tia hơn. Đấy là 5 tia nha các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta đến voi cổ đại tấn công. Ui, nó gồng lên phát mà gai nó đỏ lòm luôn này. Voi cổ đại tấn công. Ui dồi ôi, nó hút nó lực thực sự luôn ạ. Tiếp theo đến ma mút nghìn nát. Ma mút với lại voi cổ đại mình chả hiểu là nó khác nhau cái chỗ nào luôn ấy, mà nó lại còn phân biệt voi ma mút với lại voi cổ đại như thế này nữa. Nhưng mà ngầu ngầu các bạn. Đây cái chiều ma mút, cái chiều cuối cùng nào. Ma mút du ngoạn xem nào. Ô nó hút, ô nó hút, ô nó hút, nó kéo lê đi kìa. Ui, ui ui, có dừng lại không, có dừng lại không? Ồ, khi nào mà mình thả ép ra là nó sẽ dừng lại. Ô, ô lướt kìa. Lút pha nào pha đấy trông lực thế nhở. Trái này coi nhẹ, coi bộ cũng đã, đấm cũng đã. Mà nói chung là trái doan nào sau khi mà biến hình nhà đánh nó chả phê chả sướng. Ừ, có điều là mình thấy sau khi mà dùng hai trái này tại sao mình lại thấy trái bao đốm nó yếu yếu nhở. Ừ, sao tự nhiên sao vì lý do gì mà trái bao đốm nó lại mạnh hơn hai trái này ta. Ừ, mình không hiểu luôn đấy, tại sao một con báo bé tí gầy nhom cộc lốc mà lại có thể gọi là mạnh hơn là cả hai cái con quái thú cổ đại này được nhờ. Ủa sao nó ảo ma thế nhờ. Bây giờ mới chính là sức mạnh tuyệt đối này các bạn. Sức mạnh của tộc bỏ con. Tộc bỏ con thức tỉnh. Ồ, mẹ nó ngầu chưa, ngầu chưa. Ừ, anh rách bỏ con đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Nào, chiêu này chiêu gì ta? Ờ, à không phải, nhầm. Hỏa nhiệt tuyệt đối chứ. Hỏa nhiệt tuyệt đối. Ui, trộ. Ui, vừa phát lửa xung quanh người lại còn vừa phát lửa ở, gọi là ở chân, ở tay, các thứ kìa. Mẹ, phi đạn, đó. Cú đấm thần tốc. Ui dồi ôi, mũi khoan tử thần. Ui, chò. Mẹ, quá đẳng cấp luôn các bạn. Mẹ, đấy, cái tộc bỏ con sau khi mà thức tỉnh lên nó đỏ lòm như thế này cơ mà. Nó ngầu như thế này cơ mà. Ây da, quá đã, quá phê. Rồi xong, hết luôn rồi. Ừ, hết nhịp rồi. Thế là chúng ta đã không còn trở thành anh rách bỏ con nữa. Bây giờ chúng ta trở thành một con người bình thường rồi. Nhưng mà nó vẫn giữ cái form dáng giữ cái form dáng của tộc bỏ con kìa. Mạnh thật sự ạ. Đó, thì đây chính là cái gì ta? Cái combo bỏ con. À không, đây chính là combo của rách hạn hán nha các bạn. Để xem nào, rách hạn hán thì nó còn trang bị thêm cả cái song móc nữa. Đó, cái song móc này thì mình cũng đã gọi là cày cho nó mắc mastery từ đời bố tố tổ nào luôn rồi. Nên là bây giờ thử ra đây test đam tí nào. Cái song móc này thì nó sao ta? Mình không có cộng điểm kiếm nên là chém nó cũng sẽ không đau đâu. Ờ, có tí à. À, xem nào. Lốc phi tiêu. Ui, ui à. Ui à, thiên lý ơi. Mấy thanh niên này cũng thiên lý ơi. Em có thể đừng bỏ con không? Ừ. À quên, em có thể đừng đẻ con ra chứ. Đó,
Ê, combo full gọi là anh rách 1 tỷ nó sẽ à, combo full anh rách 5 triệu nó sẽ như thế này nha. Ui sồi sồi sồi. Ui sồi, cơ bắp cuồn cuộn. Thế này thì bỏ con thì nó sướng thôi rồi luôn.